Lấy mẫu trong nhiều ngày, nhiều giờ liền, nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch. Đôi bàn tay của những cô cậu sinh viên của Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam đang hỗ trợ tại Bắc Giang trở nên như thế này. Còn đây là một điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Do bị ngâm trong mồ hôi nhiều giờ liền, đến khi cởi đồ bảo hộ, da chân trợt lép, nhăn nhúm. Nhưng hôm sau, chị lại tiếp tục trên chiến tuyến của mình. Tất cả đều vậy, nhưng sự đồng lòng, yêu đời, lạc quan vẫn thể hiện một cách tự nhiên như thế này. Mệt chỉ là cảm giác. Ở đâu có tuổi trẻ là ở đó có sự vui tươi, giàu năng lượng. Sau giờ làm việc tại Bắc Ninh, bạn của cô sinh viên tình nguyện Đại học Y Thái Nguyên này đã dùng điện thoại ghi lại được khoảnh khắc đáng yêu này. Mười một giờ đêm, những nhân viên y tế tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có cách đặc biệt tìm niềm vui trong công việc.